đâu. Thuyền hoa đã rời xa bên vắng, tình càng thương lòng càng cay đắng. Ta đã từng cất sau đây thành người giữ. Các tín đồ remix bơi hết vào đây nhé, xem clip này. Đây là cặp loa của hãng Sharp, hình thức thì cũng không được đẹp lắm. Đây, chất âm lý uy lực, tiếng bass hay, tiếng chắc rất là sáng anh em nhé. Con này tiếng chắc phải nói em phải ghi nhận, con này tiếng chắc rất là sáng. Bass của nó con này thì tầm bass khoảng 12. Bass 12 cm, chắc 2 cm, trở càng bốn ôm công suất 40W một thùng, 80W một cặp. Tiếng chắc rất sáng, tiếng bass ok, đánh remix rất hay và hợp. Anh em về phối ghép CD ô tô nhé, hoặc các cái cục dàn thì đều rất là ok, thậm chí ghép âm ly to cũng được. Mình làm loa trợ lời nghe nhạc rất là hay luôn. Bass chắc đều lên tốt, đặc biệt là tiếng chắc nổi cực kỳ luôn. Chơi được đa thể loại từ nhạc vàng đến nhạc remix, đa năng lắm anh em. Luôn ngần ngơ em chờ, một cuộc tình anh vẫn vô đau lâu giữ trên anh đậu sầu. Gió đêm này từ đâu đến đây mà khiến con tim mình đau đến đây. Khi một người đã đến xin lấy những rung động này em. Cặp này em bán với các bác với giá là 460.000 miễn phí ship toàn quốc cho anh em chuyển đủ. Các bác chuyển cọc trước em 150, các đơn hàng chuyển cọc em không miễn phí ship. Đó, anh em chuyển đủ em miễn phí ship 460.000. Cặp loa Sharp, ai chốt thì liên hệ Zalo cho em nhé, 0975 575 262. Chân thành cảm ơn các bác và anh em. Con này gân của nó thuộc dạng gân kiểu gân vải nỉ anh em nhé, rất là mềm luôn, mềm luôn, mang carbon. Đấy, chắc đo, tiếng chắc rất ok luôn các bác nhé. Rồi xin chào các bác và anh em.